Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, chiều nay đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng đi về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, các thành viên trong đoàn nguyện vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.